Theo Đức Phật Thầy Tây An, vị Quạt Phật xuất hiện vào thế kỷ thứ 19, lập ra tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương để hoằng hóa chúng sinh lúc bấy giờ. Ngài chủ trương cho tín đồ tu theo hình thức cư sĩ tại gia với tôn chỉ học Phật tu nhân, mà điểm thiết yếu trong chương trình tu nhân là phải thực hiện chủ đề hiếu nghĩa. Ngài dạy: đạt đạo hoằng khai, kế nghiệp truyền, chư ban hành thiện hiếu di tiên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Nghĩa xin kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo và quý khán giả kính mến, để tiếp tục chương trình giao lưu, chương trình giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy. Thì Nghĩa xin thành lòng diễn ngâm lại một đoạn trong sấm giảng quyển 3 để kính tặng đến tất cả quý vị nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Tu cầu cứu vớt tổ tông, giới cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc vương thủy thổ chịu mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm khoen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tào khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chữ tu chớ khá trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lộc kỳ thì thao ra già. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra oai ra lực cởi thoàn xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ dinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu
cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghinh ngang hồn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại dạ thưa mới là. Sớm diện phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng tròn thú hầm sẽ thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm. Từ đây biến đổi dĩ kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thắng ngay, khỏi nơi tà quý một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang. Hung hăng ỷ của giàu sang, chẳng kiêng trời Phật mê mang ý tiền. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nói về giáo lý học Phật tu nhân hôm nay thì Thiện Nghĩa xin thành lòng diễn đọc lại một đoạn trong cái bài viết của đồng đạo Tuệ Nghiệp quý vị. Quyển sách rất là hay, nói về giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy. Thì hôm nay thì Nghĩa xin trích đọc một đoạn trong cái phần tứ ân, luận về tứ ân mà đồng đạo Tuệ Nghiệp viết rất là hay. Giới thiệu về tứ ân. Sách xưa có câu thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa di tiên, có nghĩa là muôn dạng quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay đã quy y đạo Phật tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng vâng lời Thầy Tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa. Đức Thầy Tây An thuở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng, muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm tròn. Một, ân tổ tiên cha mẹ. 2. Ân đất nước. 3. Ân tam bảo. 4. Ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia thì ân đàn na thí chủ. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cương vị cư sĩ tại gia thì bổn phận đầu tiên là vấn đề hiếu nghĩa. Đây là điều kiện cơ bản của đạo làm người mà bất cứ vị Phật thánh nào khi ra đời giáo hóa chúng sinh đều cũng phải đề cập đến. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về vấn đề hiếu nghĩa tiếp theo sau đây. Thứ nhất, hiếu nghĩa qua tinh thần đạo nho. Sách Minh Tâm chép rằng thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa di tiên, có nghĩa là muôn dạng quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu, lời dạy của Đức Thầy. Thế thì
biết việc hiếu nghĩa là việc vô cùng quan trọng, được xếp vào loại quan trọng bậc nhất trong quá trình sống và sinh hoạt của con người. Song hiếu nghĩa là gì? Hiếu là cái đạo cư xử với ông bà, cha mẹ, nghĩa là cái đạo cư xử giữa chồng vợ, anh em, thầy bạn, dòng họ, xóm giềng, vân vân. Nói chung, đây là cái nền nhân đạo của con người. Hiểu cách khác, hiếu nghĩa đọc đủ là hiếu trung nhân nghĩa. Hiếu trung là nói đến cái đạo tam can, điếm đủ là phụ tử can, tức đạo cha con, quân thần can, tức đạo vua tôi, và phu thê can, đạo chồng vợ. Còn nhân nghĩa là nói đến cái đạo ngũ thường, điếm đủ nhân là tình thương, nghĩa sự giúp đỡ, lễ là sự tôn trọng, trí sự cư xử phù hợp, tính là sự chân thật. Nói rõ ra, hiếu nghĩa là tiếng dùng nhằm để chỉ chương trình tu nhân theo đường lối giáo dục của Khổng Mạnh, trong đó lựa ra tam can ngũ thường nói chung và tam tòng tứ đức riêng dạy cho hàng phụ nữ. Có khi hiếu nghĩa cũng riêng chỉ cho cái đạo hiếu của con người mà thôi. Bởi khi hiếu nghĩa hiểu theo lối thông thường là đạo hiếu, thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa di tiên. Cho nên hiểu hiếu nghĩa là chung, là chỉ cái đạo làm người, hiếu trung nhân nghĩa, còn nói riêng là chỉ cái hạnh hiếu của con người mà thôi. Bởi vì bách hạnh dạng thiện hiếu di tiên, có nghĩa là trong trăm công hạnh, trong muôn việc lành thì hạnh hiếu là đứng đầu. Qua đó, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cần phải ra sức thực hành các điều hiếu nghĩa như đã nói trên cho tròn bổn phận của mình và chẳng phụ công ơn mà tổ thầy đã dày công giáo hóa. Nam mô A Di Đà Phật. Phật vừa rồi thì chúng ta đã nghe qua cái chữ hiếu mà Đức Thầy đã dạy theo với tinh thần đạo Nho đó quý vị. Thì tiếp theo đây là chúng ta sẽ tìm hiểu cái chữ hiếu qua tinh thần của Phật giáo Hòa Hảo như thế nào nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Theo Đức Phật Thầy Tây An, vị Hoạt Phật xuất hiện vào thế kỷ thứ 19, lập ra tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương để hoằng hóa chúng sinh lúc bấy giờ. Ngài chủ trương cho tín đồ tu theo hình thức cư sĩ tại gia với tôn chỉ học Phật tu nhân, mà điểm thiết yếu trong chương trình tu nhân là phải thực hiện chủ đề hiếu nghĩa. Ngài dạy: đạt đạo hoằng khai, kế nghiệp truyền, chư ban hành thiện hiếu di tiên. Theo Đức Phật Thầy thì hiếu nghĩa là bổn phận của tiên quyết của người tín đồ nhà Phật trong cương vị cư sĩ tại gia. Nó vừa thể hiện được bổn phận của một con người, lại vừa làm tốt được trách nhiệm của một tín đồ. Bởi vì hiếu là bổn phận của mình đối với ông bà, cha mẹ, nghĩa là bổn phận của mình đối với quốc gia, dân tộc, với đạo pháp và đối với mọi người. Thế nên người tín đồ nhà Phật nếu muốn làm tròn hiếu nghĩa thì cần phải ý thức bốn điều trọng ân do Đức Phật đề ra và gắng công thực hiện để đền trả đối với bốn trọng ân ấy. Thứ nhất, ân tổ tiên cha mẹ. Thứ hai, ân đất nước. Thứ ba, ân tam bảo. Thứ tư, ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia thì ân đàn na thí chủ. Vì sao báo đáp tứ ân mà gọi là thực hành hiểu nghĩa, hiếu nghĩa? Bởi vì trong tứ ân tuy là bốn điều ân nghĩa, bốn việc làm để thực hiện báo đáp, song bốn ân ấy nếu phân tích thì cũng chỉ có hai phần là hiếu và nghĩa mà thôi. Như ân tổ tiên cha mẹ thì thuộc về phần hiếu, còn ba ân kia, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại thì thuộc về phần nghĩa. Điều này Đức Thầy đã khẳng định. Muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm tròn. Bốn điều kể trên thực sự là ân lớn đối với con người,
với người tín đồ đạo Phật hết sức cụ thể, bởi vì tổ tiên cha mẹ có công sinh ra và nuôi dưỡng ta, đất nước bảo hộ an ninh, cung cấp ngọn rau tất đất cho ta được sống, Tam Bảo có công giáo hóa và khai mở trí tuệ cho ta, đồng bào và nhân loại trợ giúp những phương tiện cần thiết hàng ngày trong đời sống của ta. Thế thì bốn điều ấy là bốn điều ân nghĩa đối với ta rất thực tế và rất trọng đại. Chúng ta cần phải hiểu là cần phải thực hành. Tóm lại, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo qua chương trình tu nhân cần phải thực hiện bổn phận hiếu nghĩa của mình, trong đó chủ yếu là phải hành xử tứ ân. Bá gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa rang trao cho rồi. Trích trong Sám Giảng quyển 3. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe qua cái chương trình giáo lý học Phật của tu nhân qua chương trình của Phật giáo Hòa Hảo. Thì tiếp theo đây thì chúng ta sẽ nghe qua những điều cần phải có trong khi thực hành hiếu nghĩa tứ ân. Khi biết việc hiếu nghĩa tứ ân là những công hạnh mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cần phải thực hiện, Đức Thầy đã giải thích ý nghĩa và chỉ ra phương pháp thực hành cách rất rõ ràng. Tuy nhiên, để thực hiện thành công thì điều không phải dễ. Thế nên, Ngài căn dặn chúng ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm tròn. Thứ nhất là hy sinh. Hy sinh là nói đến người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khi hành xử đạo tứ ân để làm tròn hiếu nghĩa, thì điều kiện đặt ra trước hết là cần phải hy sinh, nghĩa là dám chấp nhận mọi sự tốn kém từ công sức, tiền của, thời gian, có khi phải gác công việc làm ăn để lo việc đền ân đáp nghĩa. Thí dụ, cha mẹ nghèo giúp đỡ không tiếc tiền, cha mẹ bệnh cần nuôi dưỡng không đợi phải làm xong công việc rồi mới thực hiện. Nuôi dưỡng hết lòng, không kể công, không sợ tốn, dám đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương xứ sở, các công trình phúc lợi bằng tiền của công sức của mình, cho đến đóng góp vào các hoạt động đạo sự của tôn giáo mình, các công tác từ thiện xã hội, làm lợi ích cộng đồng, nhân sinh, vân vân. Tất cả các việc làm đại để như đã nói trên, chủ yếu là cần vào công sức và tiền của. Cho nên nếu không có sự hy sinh, không dám xuất của bỏ công thì khó mà thực hiện việc hiếu nghĩa cho thành công được. Thứ hai là gắn gỗ, là nói sự ra sức nhiệt tình đối với mọi công việc. Đây là điều kiện thứ hai không thể thiếu trong hạnh báo đáp tứ đại trọng ân. Chính vì vậy mà đi kèm với đức hy sinh cần phải có tính năng gắn gỗ. Có thể nói, trong sự hy sinh mà thiếu tinh thần gắn gỗ thì sự hy sinh ấy chưa đúng mức, chưa sử dụng hết chức năng của nó. Thí dụ, trường hợp nào đó với và với khả năng ta có thể cho cha mẹ 10 triệu đồng để sử dụng vào công việc cần thiết. Tuy nhiên, nếu thiếu tinh thần gắn gỗ thì có khi ta chỉ cho chừng 5-7 triệu mà thôi. Ta có thể vâng lời cha mẹ, nhẫn nhịn cha mẹ, nhưng nếu thiếu tính năng gắn gỗ thì có khi không vâng lời và cãi lại sự cha mẹ là đằng khác nữa. Đối với các mặt khác như công tác đạo sự, từ thiện xã hội, vân vân, nếu thiếu tinh thần gắn gỗ thì cũng khó mà thành công trọn vẹn được. Cho nên hai đức tính hy sinh và gắn gỗ xét ra thật quan trọng và vô cùng cần thiết. Người tu, đặc biệt là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong công hạnh báo đáp tứ ân thì càng không thể không có hai đức tính quan trọng này. Đó, quý vị vừa thấy đồng đạo Tuệ Nghiệp đã phân tích
và cho thấy được cái sự hy sinh và gắn gỗ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như thế nào. Giống như đây là một cái sự tinh tấn đó quý vị. Mình làm điều gì mình phải gắn gỗ, phải nhiệt huyết, phải có một cái sự hy sinh thì chúng ta mới có thể là đạt đến mục đích. Phải có sự hy sinh của công sức, tiền của, là hy sinh thời gian, hy sinh tất cả các thứ thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả. Và chúng ta phải cái sự gắn gỗ, gắn gỗ đây là một cái sự ý chí rất là mãnh liệt thì chúng ta mới có thể là làm được, thực hiện được những cái ước muốn của mình cũng như là những cái điều mà mọi người cần đến sự giúp đỡ của mình. Thì chúng ta thiếu cái sự gắn gỗ, thiếu sự hy sinh thì chúng ta không thể nào làm tròn bổn phận của mình được. Cho nên cái đức hy sinh và đức gắn gỗ mà Đức Thầy dạy chúng ta rất là hay. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì qua đây thì Nghĩa cũng xin kính chúc tất cả chư quý vị đồng đạo khi nghe qua cái giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy, thì chúng ta là hàng cư sĩ tại gia thì chúng ta phải cố gắng làm những việc mà chúng ta có thể làm được trong đời sống hàng ngày theo khả năng của mình đó quý vị. Thì đó, thì chúng ta sẽ có một phần đóng góp trong công việc phổ pháp, cũng như chúng ta có một cái sự hy sinh của mình để mà đồng thời nhắc nhở cho chúng ta có một cái đức tính từ bi hỷ xả, rồi nhắc nhở chúng ta phải làm điều gì ích lợi cho nhân sinh trong kiếp sống, thì chúng ta sẽ lần lần đi đến con đường của Phật Tiên Thánh cũng kế bên đó quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc và đạo quả sớm chuyên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.